Bình Định là điểm đầu tiên đoàn dừng lại khảo sát theo trục ngang hướng từ biển lên rừng, Quy Nhơn, Tây Sơn. Buổi trưa tại thị trấn Phú Phong, không chỉ được thưởng thức, chủ quán Tư Sa đã cho chúng tôi được tận mắt nhìn những con chim mía rán giòn trên bếp lửa. Chim mía là một chim bắt sống và ăn côn trùng trong các đồng mía của vùng sơn cước miền Trung, có mùi vị thơm ngon rất đặc biệt. Phong thổ của vùng đất này còn cho một loại đặc sản khác cũng rất ngon, đó là con cá lúi sông Côn. Cá lúi là loại cá trắng, nhỏ con, giống như con cá linh của mùa lũ sông Cửu Long, nhưng thịt dẻ và thơm hơn. Cá lúi sông Côn kho nghệ cuốn bánh tráng, rau sống, thêm vào miếng bánh tráng nướng thành miếng ăn giòn tan thơm ngon. Nhưng đã đến Bình Định, không thể không tìm đến thôn Cù Lâm, xã Nhân Lộc, huyện An Nhơn, cách thành phố Quy Nhơn 22 km, nơi có ngôi làng cổ nằm giữa cánh đồng. Trước mặt làng là dãy núi An Tượng. Cánh đồng này cũng chính là nơi sản xuất ra loại gạo nếp, để từ đó làm nên thứ rượu quê nổi danh cả nước, rượu bào đá. Tên làng, tên rượu là từ tên của một bào nước ngày xưa cả làng vẫn dùng chung. Đây cũng chính là nguồn nước đã chưng cất nên thứ rượu trứ danh. Ngày nay chiếc bào cổ đã cạn nước, chỉ còn ngôi miếu làng đứng bên. Nguồn nước dùng ủ men cất rượu của làng ngày nay là những mạch nước giếng. Nhưng người làng vẫn cho biết chính mạch nước làng là một yếu tố quan trọng làm nên chất lượng của rượu bào đá. Vì đã có người làng thử mang men, mang nếp cùng với kinh nghiệm từ đây đi đến các làng khác không xa thử chưng cất, nhưng không thể có được loại rượu chất lượng như ở đây. Hiện làng bào đá có 35 gia đình thì tất cả đều có lò rượu. Chúng tôi tìm đến hai lò rượu có tiếng lâu đời của làng, đó là lò rượu nhà ông Tám Cộng, Lê Văn Cộng và lò rượu nhà bà Nguyễn Thị Huynh. Sau khi được gia chủ cho nếm thử, cả đoàn ai cũng gật gù, quả là danh bất hư truyền. Đây là rượu ngon, nếu ngon là cái ly rượu mình rót ra là nó có bọt. Mà nó ngon, ngon vừa thì nó sẽ cái bọt nó sẽ tan đi. Mà coi như nó không ngon là mình rót cái ly rượu nó không có bọt. Đến viếng bảo tàng Quang Trung ngay trên mảnh đất đã sinh ra Tam Kiệt nhà Tây Sơn, chúng tôi được nghe lại tiếng trống trận Quang Trung do nghệ nhân Nguyễn Thị Thuận biểu diễn. Đây là nghệ nhân duy nhất hiện còn lưu giữ được bài trống trận này.